Khung cảnh sư phạm hài hòa, có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước đảm bảo hợp vệ sinh, có cảnh quan sư phạm sạch đẹp. Nhà trường có đầy đủ các phòng chức năng, đảm bảo diện tích, phương tiện làm việc theo quy định. 5. Về công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã tích cực tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục, có nhiều hình thức huy động, vận động các lực lượng xã hội tham gia vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội. Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tại thông tư 02 ngày 8 tháng 2 năm 2014, trường mầm non Văn Tự đều đạt đủ 5 trên 5 tiêu chuẩn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, ghi nhận sự phấn đấu bền bỉ và các thành tích đạt được của nhà trường, ngày 3 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 16 công nhận trường mầm non Văn Tự đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là niềm vinh dự tự hào, là sự động viên khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Từ đây mở ra một chương mới để trường mầm non Văn Tự vươn lên, phấn đấu trở thành một ngôi trường mầm non vững mạnh về mọi mặt. Hôm nay, trường mầm non Văn Tự được trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia, thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn đối với cô trò nhà trường. Ước mơ 19 năm nay đã trở thành hiện thực, có được mốc son lịch sử quan trọng đó. Ngoài sự phấn đấu không biết mệt mỏi của các thế hệ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự tạo điều kiện của các bậc phụ huynh và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân xã Văn Tự. Nhân buổi lễ trọng thể hôm nay, thay mặt nhà trường, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo và các phòng ban chuyên môn của huyện Thường Tín. Tới Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Văn Tự về những tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ quý báu đã dành cho trường trong nhiều năm qua. Để đáp ứng với yêu cầu đổi mới nhà trường, xin hứa tiếp tục phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn quốc gia, đáp ứng lòng mong mỏi của các cấp lãnh đạo và toàn thể nhân dân xã nhà. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn đã có những hỗ trợ quý báu trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, góp phần làm cho nhà trường thêm khang trang. Cô và trò trường mầm non Văn Tự luôn trân trọng và ghi nhận trước sự đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo. Xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí, đồng nghiệp đã từng công tác tại trường, nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, vì những đóng góp trên nhiều phương diện, góp phần chung sức xây dựng nhà trường trong những năm qua. Xin được ghi nhận và cảm ơn tập thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong việc xây dựng nhà trường. Trong buổi lễ trọng thể hôm nay, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Văn Tự sẽ quyết tâm phấn đấu vươn lên làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trong nhà trường để đáp ứng lòng mong mỏi của các cấp lãnh đạo và hội cha mẹ học sinh, xứng đáng với danh hiệu trường mầm non Văn Tự đạt chuẩn quốc gia. Xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa đồng chí Lê Tuấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tự. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường, tôi xin phép được công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc công Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009, căn cứ Nghị định số 75 ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, căn cứ quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 02 ngày 8 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Hội đồng xét đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thành phố tại tờ trình số 4771 ngày 27 tháng 12 năm 2016. Quyết định. Điều 1. Công nhận trường mầm non Văn Tự, huyện Thường Tín đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Hội đồng xét đề nghị công nhận
trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, duy trì và phát huy vai trò trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Văn Tự. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch đồng chí Ngô Xuân Quý đã ký. Xin đề nghị các đại biểu chúng ta nhiệt liệt chúc mừng và tặng hoa chúc mừng đối với trường mầm non Văn Tự. Trường mầm non Văn Tự. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy cô giáo cùng toàn thể các đồng chí, hôm nay rất vinh dự cho trường mầm non Văn Tự được đón tiếp các vị đại biểu khách quý, các đại biểu khách quý, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã dành những tình cảm đặc biệt cho nhà trường và những bó hoa tươi thắm để chúc mừng buổi lễ. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Ngát, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường lên vị trí danh dự để đón nhận tình cảm của các đại biểu. Tràng vào tay chúc mừng ạ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Nga. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Minh Cường, đại diện cho các đồng chí lãnh đạo các xã cụm thi đua phía Nam huyện Tín lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trọng kính mời đồng chí. Đề nghị các đại biểu dành một tràng tay chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Cường. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Diệp, hiệu trưởng trường mầm non Thắng Lợi, đại diện cho lãnh đạo các trường mầm non trên bàn huyện lên tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Xin trọng kính mời đồng chí. Đề nghị các đại biểu dành một tràng pháo tay chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Văn Trọng, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ huyện Thường Tín, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Trọng lên tặng hoa chúc mừng. Xin trọng kính mời ông.
các đại biểu dành một tràng tay chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tạ Văn Hải, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Hoàng Tín lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Đề nghị các đại biểu nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Tiến Thành, đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu gỗ Thành Lâm lên tặng hoa chúc mừng. Đề nghị các đại biểu dành tràng tay chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Pháp lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời ông. Đề nghị các đại biểu dành một tràng pháo tay chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thay mặt cho các đồng chí xã Văn Tự lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đề nghị các đại biểu dành một tràng tay chúc mừng. Dạ, xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa, kính thưa các vị đại biểu, về dự buổi lễ trong đại hôm nay, ban tổ chức còn nhận được rất nhiều hoa quà của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp. Vâng, xin lỗi, còn một nữa, xin lỗi các đại biểu. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đào Thu Trang, hội phó hội phụ huynh học sinh, đại diện cho các phụ huynh học sinh của nhà trường lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức còn nhận được rất nhiều hoa quà của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các vị đại biểu khách quý đã đến chúc mừng nhà trường. Thay mặt cho ban tổ chức, một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm, những bó hoa tươi thắm của các vị đại biểu đã đến chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín, thay mặt cho Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện Thường Tín lên phát biểu với buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Lê Tuấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tự. Kính thưa quý vị đại biểu khách, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Trong không khí vui mừng phấn khởi với những thành tích kết quả của năm học 2016-2017 của trường mầm non Văn Tự, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Văn Tự và trường mầm non tổ chức trọng thể lễ đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Hôm nay cũng là ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Việc địa phương và nhà trường tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia của chúng ta vào ngày này càng tăng thêm nhiều ý nghĩa, bởi sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta luôn quan tâm tới ngành giáo dục, quan tâm đặc biệt tới các cháu thanh thiếu nhi, những chủ nhân tương lai của dân tộc. Thay mặt cho Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện về dự buổi lễ đón danh hiệu trường chuẩn quốc gia của trường mầm non Văn Tự hôm nay, tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và chia sẻ niềm vui chung cùng với Đảng bộ, nhân dân xã Văn Tự, các tập thể hội đồng sư phạm nhà trường mầm non Văn Tự. Mong rằng kết quả này sẽ là tiền đề tích cực để Văn Tự chúng ta tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục chung của huyện nhà. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, quán triệt sâu sắc quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục phải đi trước một bước theo hướng đạt chuẩn và từng bước hiện đại. Trong những năm qua, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã tập trung các nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm các cơ sở giáo dục gắn với việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bằng việc huy động các nguồn lực ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và xã hội hóa giáo dục. Thường Tín đã nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia hàng năm. Nhờ sự quan tâm và tập trung đầu tư đó mà trong năm 2016 vừa qua, chúng ta đã hoàn thành 200% kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia do thành phố giao, đưa tổng số trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 50 trường, đạt tỷ lệ 56,8%. Việc trường mầm non Văn Tự đạt chuẩn quốc gia đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, cảnh quan địa phương và chất lượng cuộc sống của nhân dân xã nhà. Đồng thời, tạo điều kiện để mầm non Văn Tự có đủ điều kiện để nâng cao chất lượng và làm tốt hơn công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Trong suốt quá trình phấn đấu xây dựng trường mầm non Văn Tự đạt chuẩn quốc gia, cấp ủy, chính quyền xã Văn Tự đã chủ động thực hiện thu gom điểm lẻ, cải tạo, xây mới và bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường, đã huy động được các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức trong xã, tập trung chăm lo quản lý, giáo dục con em, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động trẻ ra lớp, duy trì tỷ lệ trẻ chuyên cần, giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục cũng như xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường. Đặc biệt, trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, các thành viên hội đồng sư phạm nhà trường không chỉ đóng góp thời gian, công sức mà còn tham gia bằng cả trách nhiệm, lòng nhiệt tình và trí tuệ của mình. Nhà trường cũng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa để hoàn thành các hạng mục cơ sở vật chất, nhất là trong giai đoạn hoàn chỉnh để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Một thực tế rất đáng ghi nhận và biểu dương là cùng với thành công trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, mầm non Văn Tự chúng ta đã phát huy được những ưu việt mà một trường chuẩn quốc gia mang lại. Đó là khai thác, sử dụng các phòng chức năng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tập trung công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được kiện toàn đủ cả về số lượng và cơ cấu. Nhà trường có tổng số 75 đồng chí cán bộ quản lý giáo viên nhân viên thì 100% đều đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó tỷ lệ đạt trên chuẩn là 58,7%. Giáo viên, nhân viên nhà trường đều có tinh thần tự giác, tích cực khắc phục khó khăn, đoàn kết và cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016 vừa qua, 100% giáo viên xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt từ loại khá trở lên, trong đó đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ trên 50%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp thành phố là 5,1%, cấp huyện là 22,4%, cấp trường chiếm 94,8%. Tỷ lệ trẻ ra lớp ngày càng cao, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt trên 97%. Trường có 100% các lớp, các nhóm lớp ăn bán trú
với tổng số 98% số trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Số trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao đạt từ 96,5 đến 100%. Số trẻ nhẹ cân thấp còi toàn trường giảm chỉ còn xuống dưới 4%. Ngoài ra, Văn Tự cũng là xã luôn duy trì chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Qua kiểm định chất lượng, trường mầm non Văn Tự được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố công nhận đạt cấp độ 1. Trên cơ sở những thành tích ấy, năm học 2016-2017 này, trường mầm non Văn Tự được Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo thành phố công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố. Thay mặt cho Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện, xin được trân trọng ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể địa phương, đặc biệt là quyết tâm phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, sự đồng thuận, phối hợp của các bậc phụ huynh học sinh trong quá trình xây dựng trường mầm non Văn Tự đạt chuẩn quốc gia. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, nhận thức công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia vừa là mục tiêu, đồng thời là giải pháp quan trọng để thúc đẩy hoạt động toàn diện khác trong nhà trường, đặc biệt là nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục và nuôi dưỡng trẻ. Để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia và từng bước xây dựng mầm non Văn Tự trở thành một trường có uy tín, chất lượng, phát triển toàn diện trong thời gian tới, thay mặt cho Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện, tôi đề nghị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Đồng thời cần có kế hoạch tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất đối với các nhà trường trong xã nói chung cũng như các điểm lẻ, nguyên hanh và an láng của mầm non Văn Tự nói riêng. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để khi có đủ điều kiện sẽ tách mầm non Văn Tự thành hai trường mầm non, phục vụ tốt hơn nhu cầu gửi trẻ của nhân dân, cũng như thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện cả về thể chất và tâm hồn cho trẻ. Thứ hai, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, làm chuyển biến nhận thức về trách nhiệm của cha mẹ học sinh và toàn thể nhân dân, coi công tác giáo dục đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu theo tinh thần nghị quyết Trung ương số 29, nghị quyết 04 và chương trình hành động của huyện ủy, đề án về tiếp tục đổi mới căn bản nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện, tạo ra sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội trong việc đào tạo trí tuệ, nhân cách con người, đáp ứng nguồn lực lao động cho quê hương cũng như cho đất nước.